Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là món ăn này rất đơn giản, món này là món của miệt vườn đó các bạn. Ở đây mình có một miếng mắm cá lóc đồng ha, ở dưới đây là thịt bà rọi, thì tùy theo khẩu vị gia đình các bạn ha, thì các bạn có thể cho thêm nước mắm vào hoặc là không ha. Ở đây mình không có cho thêm nước mắm, mình chỉ có nước của cái mắm cá lóc đồng này thôi. Rồi giờ mình trưng theo cái kiểu miệt vườn. Cái mắm này là người ta đã ướp đường thốt nốt đó các bạn, là cái này nè, đường thốt nốt là loại này nè các bạn ha. Thành ra giờ mình không cần phải sử dụng đường nữa, không có cần phải ướp bột ngọt gì trơn á, tại vì mắm đã có ướp đường. Cái đường thốt nốt này nó rất là thơm ngon luôn ha. Thì giờ mình cho vào đây một ít hành lá, trong đây mình có ướp tiêu luôn rồi nha các bạn. Giờ mình cho vào đây một ít hành lá nha, với thêm trái ớt nữa đi ha. Ớt thì các bạn nếu mà nhà nào thích ăn cay thì có thể là cắt cắt cái ớt ra nha, còn nhà mình thì mình để như vậy, thì chừng nào ai thích cay thì sẽ dầm nó ra thôi ha. Rồi trong này hồi nãy mình đã có cho tiêu rồi, giờ mình thêm một ít tiêu nữa. Cái tiêu này tiêu hột á, tiêu vườn nó ngon lắm, mình lấy chà tiêu mình đâm đâm nó ra đó. Chúng ta không có cần phải chan mỡ chan gì vô đây hay là chan dầu gia tày, trong này đã có thịt ba rọi rồi. Một chút xíu nữa khi mình chưng cách thủy á, thì mình chưng á, thì cái thịt ba rọi nó sẽ ra mỡ nó ngon lắm, thành ra chúng ta không có cần phải thêm gì hết ha các bạn ha. Giờ bắt đầu đi chưng ha. Này mình ướp nãy giờ thì mình ướp trước đó, mình ướp cũng khoảng 15 20 phút rồi nha. Thì giờ chúng ta bắt đầu đi chưng. Bây giờ chúng ta bắt đầu chưng ha. Ở dưới đây thì mình có để một một ít nước nè ha. Rồi, các bạn chưng các bạn đổ nước cũng vừa phải thôi ha, để tránh mà nước sôi nó tràn vô cái mắm của mình là không có ngon ha. Với lại hồi đầu thì mà mình bật bếp rồi đó, thì bật bếp á, mình để lửa nó hơi lớn chút đi ha. Rồi khi mà nó sôi á, thì chúng ta hạ bớt lửa một chút, để lửa vừa vừa thôi cho nó chín kỹ cái này ha, chứ nhiều khi nó sôi đùng đùng mà nó không có chín kỹ cái này đó ha. Rồi bây giờ mình đậy bếp lại đi, mình đậy cái nắp lại đi. Rồi chút nước sôi á, thì chúng ta hạ bớt lửa lại một chút để riu riu được rồi. Mắm thơm quá cả nhà ơi, chắc chín rồi cả nhà. Mắm chín rồi đó cả nhà ơi, thịt săn lại hết rồi nè, mắm cũng bịu rồi nè ha, mắm cũng bịu rồi nè, mắm đồng thơm quá. Hồi nãy sôi mạnh lên mình đã bớt lửa đó các bạn ha. Giờ mắm cho chúng ta chín rồi, đây còn miếng hành để mình rắc vô luôn đi ha. Tiêu nãy bỏ nhiều lắm rồi, mắm ăn mắm thì mình bỏ tiêu càng nhiều càng tốt ha. Ở đây còn dư miếng hành thì mình bỏ vô luôn cho nó đẹp. Rồi mình chia sẻ cái mắm mà cá lóc đồng đó, ướp đường thốt nốt đó, chưng đến đây là kết thúc đó các bạn, chưng với thịt ba rọi đó các bạn. Rồi hẹn là gặp lại các bạn ở những video sau.